Bây giờ các bạn có thể thấy mà khi mà mình xăm xăm cái hình nhật cổ mà nhất đó là những cái vô những cái góc mà cái góc mà sóng nước đó. Đó mấy bạn thấy không? Mình phải sử dụng cái phần kim á, cái kim mà để mà mình vô những cái vô được những cái góc mà nhỏ nhọn được của mấy cái sóng nước Nhật, sóng nước cổ á, thì mình phải sử dụng số lượng kim nó tương ứng. Ở đây á, là mình đang xăm ở kim là 9RM nha các bạn. Sử dụng á, là kim Revolution. Đó, máy á, thì máy Dragonfly. Đó, cái phần này á, thì nó chưa có rõ mà những cái clip sau á, mà chung chung ghép lại á, những cái clip sau mà chung ghép lại á, thì quay gật nó rõ hơn. Mấy bạn thông cảm nha, tại vì không có người cầm quay, chỉ có làm việc chỉ có một mình chung với khách à, cho nên là cái góc quay nó cũng nhiều khi đôi khi nó cũng khó chịu lắm, nó cũng không thấy rõ, mà thôi mấy bạn thông cảm nha. Bây giờ chung đang làm clip nè, rồi chung mới 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 nói chuyện được với mấy bạn nè, chung nói chuyện rồi chung chỉ với mấy bạn nè. Hiện tại á, là chung đang xăm ở mực dynamic tông lợt nhất là 5 giọt, đối với lại chum 10 17 nha. À, khi mà xăm á, thì nó chung cái lần đầu tiên khi mình đánh á, thì mình đánh kim nó sâu chút xíu, quấn cho đều tay. Rồi cái đầu lần thứ hai á, thì kim nông thôi, nhưng mà mình vợt lại xong rồi mình chét mình bôi mấy cái dung dịch bôi trơn, cái giống như kiểu dạng Vaseline á, nhưng mà chung đang xài là hàng 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 in in cách ke, cái loại mà cái loại của Mỹ á, màu xanh, chai màu xanh thì nó tan nhanh hơn mà nó đỡ đó. Chung chét trên tay á, để cho tiện xử lý, tiện làm thì nó dễ tan hơn trên da, với lại là nó ít có bám lại trên thành kim, cho nên là nó không có bị cặn nhiều. Cái góc quay này á, thì nó chưa được rõ lắm ha anh em ha, để sau này có học viên đồ này kia nọ chung mới mới ấy được. Giật lần thứ ba thì hả, mình chung thường là chung khẩy kim trên bề mặt da để cho những cái chỗ nào mà nó chưa có mực á, thì là nó đều, nó mịn. Mấy bạn nhớ kỹ nha, nhật cổ á, là những cái ranh giới của cái phần đánh bóng và cái phần nét á, nó phải đều với nhau. Và hả, khi mà nó càng nhỏ so cái phần ranh giới giữa cái nét và cái phần đánh bóng á, mà nó đều, nó nhỏ. Không biết nói tới đâu rồi ta, nãy có điện thoại đó, bắt đầu là chung chung nó cái khoảng cách giữa mà cái phần mà đánh bóng, phần mà reward với lại cái phần mà nét á, mà nó nhỏ, nó đều với nhau, và khoảng cách đó, nó nhỏ, thì là nó càng thể hiện được cái kỹ thuật của người thợ. Đó, vô vô những cái góc này thì mấy bạn cố gắng, mấy bạn sử dụng kim kim nhỏ thôi để mình dễ mình xử lý. Chứ vô những cái góc này mà sử dụng kim 15 hay 13 mà mình không quen á, là nó thứ nhất đó là nó khi mà mình chia khoảng cách giữa cái nét với cái phần bóng á, nó không có đều nhau, nó cứ lẹm ra lẹm vô, là cái hình của mình nó không có được rõ ràng, nó không có được sắc nét, nên nhìn nó không có sạch, nó bị lem á, kiểu mà lem á đó, thì nó sẽ là không có có nó không có được nó không có được đẹp đó mấy bạn thấy không đó. Mình những cái này nó cứ tằn mằn tỉ mỉ, nó cứ từ từ, nó chậm chậm, cứ từ từ vậy đó, nó không có phải mà gấp gáp gì hết. Cái phần này với lại một phần sóng nước ở trong á, mà chung làm đâu 1 tiếng mấy luôn á, làm cả 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 cả, cả tiếng mấy, cho nên là nó rất là lâu. Cứ chậm thôi để mà mình ra được những cái kết quả tốt nhất các bạn nha.
để mà mình tua qua một chút xíu. Phần này nó ấy. Tại vì chung khi mà chung xăm chung 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 chỉ cho các bạn như thế này á, thật sự là chung không có đầu tư bất cứ một cái gì hết trơn á, có nghĩa là chung làm tới đâu rồi chung sẽ chỉ cho các bạn tới đó, chứ không có phải là đầu tư rồi này kia kia nọ. Cho nên là những cái video của chung á là rất là thật, rất là thật, chứ không có đầu tư hình ảnh nhiều. Đó, đây đây là chung làm trực tiếp cho khách hàng của chung luôn nè. Cái lần đầu á mình xăm những cái chỗ mới á, thì mình đi kim cho nó hơi sâu một chút xíu để cho da của mình nó sát thương á, thì lần sau cái lúc mà lần thứ hai thì mình đi cái kim nông thôi, mình khào cho nó đều tay, mình khào vừa 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 cho nó đều tay, thì là cái phần mực của mình nó vô da nó rất là mịn, nó rất là đặc, rất là dày. Và các bạn phải nhớ rõ được cái chất mực của mình nha. Cái chất mực mà Trung đang xăm là nó hiện tại nó chỉ có 5 giọt thôi, là cái tông mà tông sáng nhất á, cái tông sáng nhất của Trung á, chứ không phải là tông tối đâu nha. Tại vì Trung xăm Trung dồn mực rất là đặc, cho nên là Trung dồn mực rất là đặc, cho nên nó là nhìn trên máy điện thoại nó như vậy á. Nhưng mà khi mà lột ra thì cùng một kỹ thuật này đó, nhưng mà khi mà lột ra thì nó sẽ ra được cái tông mà sáng mà Trung mong muốn. Còn những cái tông mà Trung pha ra nó đậm hơn, chi sắc độ nó đậm hơn á, thì nó sẽ tối hơn những cái tông này đó, chứ không phải là nhìn vậy chứ không phải nó đen thui đâu nha. Các bạn đừng có nhìn nhầm. Cái tông này hiện tại Trung đang đánh là 5 giọt của mực Dynamic. Nó hơi tối tại vì cái góc quay khó quay quá, không có ai quay giùm, nên là đó các bạn thấy không, cái phần khó nhất là cái phần chia ranh giới á, giữa cái nét à, Chung chỉ thêm á, cái phần mà Chung đang xăm nó là nước, còn mà cái phần mà Chung đang chừa ra ở dưới á, nó là biểu tượng cho nó là cục đá, cho nên nó là Chung sẽ tách nó ra để người ta nhìn vô, người ta sẽ thấy rõ được là à, đâu là phần của cục đá và đâu là phần của sóng nước đó. Chứ nếu như mình kẹp chung vô hết luôn rồi tới khi á, mà mình xăm cái phần của cái cục đá á, là mình tô cái nét rất là lớn, cái tô nét màu đen đậm mà nó rất là lớn, thì nếu như vậy thì nó nhìn vô người ta không có thấy được cái ranh giới nào là của nước, ranh giới nào là của cục đá đó, cho nên là nó sẽ bị tiệp với nhau. Cho nên là Chung sẽ tách nó ra bằng cách là Chung chừa một cái ranh giới màu trắng đó, các bạn thấy rõ không, là khi mà tổng thể nhìn vô là nó sẽ nhìn nó rất là rõ, nhìn nó rõ hơn. Đó, này thì sau này Chung sẽ làm những cái video ngắn hơn, tại vì cái này hôm bữa Chung quay là tới 1 tiếng mấy lận, Chung quay 1 tiếng mấy lận, cho nên là nó hơi dài. Để Chung Chung tua tới những Chung tua tới những cái góc nào mà nó thấy rõ hơn rồi Chung sẽ chỉ tiếp cho các bạn nha. Các bạn nhớ theo dõi nha. Tại vì 1 tiếng mấy lận rồi Chung tua theo những cái chỗ nào quan trọng thì Chung sẽ ghi âm, Chung sẽ chỉ trực tiếp cho các bạn.
À, cái chỗ này nè, đó, các bạn thấy không? Đó là Trung sẽ đánh cái chỗ mà cái phần ranh giới nè. Đó, mình chừa theo cái phần ranh giới. Và lúc này á, thì cái tay của Trung nó sẽ rất là đều. Mình trải đều nha. Mình trải đều ra. Để cho lần lần sau á, mình mà ấy mực vô thêm á, thì mình chỉ sử dụng là cái kim nông thôi, sử dụng mũi kim á, mình khẩy nhiều thì nó mực nó sẽ vô được nhiều hơn nữa và nó sẽ giúp làm mịn. Đó, các bạn thấy không? Thì một phần đó là Chung đánh quen rồi cho nên là Chung cảm giác kim rồi này kia nọ nó cũng dễ hơn. Khi mà các bạn mà tập theo cái thói quen này của Chung á, thì các bạn cứ đánh từ từ, chậm chậm, sử dụng bằng mũi kim nhiều. Chứ đừng cố gắng đánh một lần là nó đen luôn, như vậy nó sẽ tổn hại da rất là nhiều. Đó, mình cứ đánh đều tay và sử dụng mũi kim nhiều, sử dụng mũi kim thôi, mình khẩy từ 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 từ, rồi khi mà là khi mà quen rồi á, nó sẽ ra giống như cái kiểu của Trung giống như vậy. Đó. Rồi, các bạn coi tiếp ha, để chung tôi bên kia để chung ghi âm tiếp. Thank you.
Cái lưng của mày lên nhanh thích nữa đẹp lắm á. Chưa làm mà chưa sợ đúng không? Làm gì? Làm hay là con gích nhẹ nhẹ như chỗ đi cùng cái má cũng gọi con quỷ đi. Cho quỷ có gia chạm rồi. Lấy hóa xe lấy một cuộc đồng cho phòng đi ba rồi nhé. Ba là tên Vinh. Cái này cũng sợ lắm. Đó. Đây. Hóa xe làm tên sợ. Nó có cái gì cũng tự phòng cho nhé. Nó phim bây giờ nó gì như kiểu giờ nó nói về kiểu nào đó mà người dân trắng hay kỳ thị người da đen thôi sao? Thank you.
Đây khúc này đó, mấy bạn thấy, mấy bạn sẽ thấy rất là rõ, nghĩa là chung khẩy kim nhiều hơn là chung nhúng kim. Chung khẩy kim không, chung khẩy bằng đầu mũi thôi, chứ chung không có sử dụng là nhét hết cây kim vô phần da. Cho nên nó là có nhiều bạn hỏi chung á là cây kim để bao nhiêu mm đồ này, kể để bao nhiêu mili đồ, để dài hay ngắn. Thì chung á, thì chung thường là chung để 2 ly, 2,5 ly. Nhưng mà thực tế á, là khi mà chung xăm nó, mấy bạn thấy không, rất là rõ là chung xăm không bao giờ mà chung nhúng hết cây kim 2 ly mấy vô trong da của khách hết. Chung sử dụng bằng mũi kim và chung khẩy thôi đó, các bạn thấy không, nó hiệu quả rất là nhiều. Rồi mấy bạn chỉ cần khi mà đó, mấy bạn chỉ cần vợt lại, dùng cái mũi kim khẩy 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 vợt lại cho nó đều lại, cho nó mịn hết. Mấy bạn nên 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 chú ý nè, cái phần nhật cổ á, chúng thấy á, là nó khó, là khó cái phần ranh giới này nè. Khi mà mình phân chia giữa ranh giới, giữa phần nền đánh bóng và cái phần mà nét á, thì cái người thợ mà người ta chia ra càng rõ, người ta chia càng rõ thì cái người ta chia càng rõ thì cái hình của người ta càng đẹp, càng rõ ràng, không có bị mà chạy ra chạy vô, nó đều với nhau hết, thì cái hình nhật cổ là nó sẽ rất là đẹp đó. Mấy bạn thấy không, chung xăm tới xăm lui, xăm tới xăm lui, chứ chung không có bao giờ mà chung đánh một lần một là nó mịn luôn đâu. Mình sử dụng bằng mũi kim á, mình khẩy nhiều lên là được, khẩy đều tay, cứ chậm 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 khẩy đều tay đó. Các bạn coi video video mà mấy bạn cảm thấy nó hay thì các bạn nhớ bấm like kênh giùm Chung nha. Xem mà xem trực tiếp ở trên kênh YouTube đó, cũng là một thức ủng hộ Chung, để Chung có nhiều động lực hơn để mà Chung làm ra những cái video, những cái clip nó tốt hơn, dành cho các bạn mà không có điều kiện để đi tới những cái trung tâm học á. Thì đây cũng là sẽ giúp cho các bạn một phần nào đó có thêm được những cái kinh nghiệm để các bạn có thể mà tác nghiệp nha. Chúc các bạn coi clip vui vẻ, tại vì học được những cái mà mình mong muốn. Tại vì á, thì thật ra cái clip nó rất là dài, nhưng mà khi mà chung quy lại nói về cái phần mà kỹ thuật hay là cách sử sử dụng máy, cách xử lý kim, hay là cách xử lý kim vô da, thì là nó chỉ có gói gọn có chút xíu à. Mình nói thì nó nhanh, nhưng mà các bạn coi coi cái clip để coi coi rồi bắt đầu mình đúc kết ra được. Cộng thêm cái ghi âm này hôm nay là thực sự là nó mới đối với Chung. Tiếng nào giờ Chung quay clip Chung đâu có nói gì đâu đó. Để sau này Chung sẽ ra những cái clip ngắn hơn để mà chỉ các bạn, để mấy bạn đỡ tốn thời gian hơn nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Thank you.
kim đâu, xài cái mũi kim thôi. Cố gắng kiểm soát cái máy, cái kim á, chứ không phải là đánh cho nó vô mực nhiều, mực nhanh là được đâu. Thì đây sau khi một bài phát ngon đỏ rơi xuống, cái lượng vốn khả năng có một đứa
trơn á, quá đứng đi lại tao chứ có gì hả? Á ối tao đi dọn mệt quá. Em tính thiệu mẹ em kêu dạ em nấu lẩu nè, tính ngủ anh với thôi qua nhà ngủ. À qua bên bển hả? Dạ. Để anh lâu quá, anh cũng hình như anh trước giờ anh có qua nhà em đâu. Thì để em gọi vợ em có gì thì vợ em mua đồ ăn rồi nấu cho còn. Tối giờ nhậu sợ. Ừ. Mốt kêu tôi nhậu nó nhỏ rồi mày. À nó lớn vậy. Nhậu má tính không đủ luôn mà thấy nó ngồi thấy kỳ quá. Alo. Ê, chiều mua đồ về nấu đồ thái đi. À, anh thôi với anh Trung luôn, mà anh thôi với anh Trung qua nhậu. Ừ, có... Ừ, chiều hay tối gì cũng được. Tối đi, chắc tối. Ừ, chắc tối đi, tối làm xong cho nó thoải mái. Mày nói là có tao nhậu nữa, chưa sống ngồi luôn không chứ à. Mày đưa tiền mày. Đúng. Chiều giờ em làm cho nó thời gian đi mua đồ nữa. Không ai làm đi mua đồ. Ai cứ cuối tuần là nó hiểu hướng tới họ đi. Nghe vẫn dựa nhau ra khỏi phòng đồng. Lúc hai đi về đi ra. Có việc vẫn không được. Ừ. Sau đó cùng đi về. Vì khối nắp nằm lặng. Em gọi những đại ca cho. Nghe lá sư phương sáng kiến của mình sáng kiến. Mới hồi sáng lại. Bên đề họ đi im lặng rồi nói. Á chỉ là đóng cửa kéo màn nhậu. Bài đó, cái quỳ bất quỳ trận móc với mình, thì lại lập tức đổi tạo cùng dứt khoát. Nãy đâu vậy anh trai? Quỳ để chúng ta còn để sang chút một tay. Xá gì nữa? Cản lại, nó chỉ cần để chúng ta. Nãy đâu vậy? Đã là rút riêng rồi. Qua chơi nè. Một mình quỳ tôi còn hết những đáng mau thì đó đây là. Anh tới nhậu anh. Em trên chi giảm nó lẩu tới anh Trung với tự qua nhà anh nhậu anh qua nhậu rồi em chi giảm nó lẩu rồi mà tối mới em phải về sớm em coi làm cho nó đi mua đồ nữa chứ là năm trẻ vẫn luôn một người bất tỉnh trong phòng cầm lúc thôi qua nhà em đi công thức đến sách luôn quá quy lại kêu lên. Ở sau nhà em bắt được em đóng cửa cái màn lại nhậu. Má giờ đi nhậu còn hơn như đi chơi xì ke hồi xưa nữa. À phải chốt chuông xuống nổi nhậu quá. Ừ. Đột nhiên, anh băng tàu lóc đi hơi
viện tâm thần trung ương 1 nè. Hình như là ông ấy ông bán luôn đó mà. Dạ đúng rồi, cái ông trưởng trưởng gì bán luôn nè, bắt rồi chiếu cho bệnh nhân tâm thần cho người ngoài vô hay sao á. À, bán ma túy rồi cho có phòng bay luôn, ép thiệt chứ. Người ngoài vô là cứ chơi. Quá tới luôn chuyện. Vô đó rồi ai đâu bắt đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà chắc nó làm rầm rộ quá cho nên là công an mới ấy đúng không? Nó bãi thì đúng cái này là tinh vi luôn á. Đúng là có mấy đầu đầu tư của có bệnh án tâm thần trả về bệnh viện cái độ quá hết. Tí dạng ô long rồi ma tí bạc hà gì tùm lum la. Bây giờ tao đi hết rồi, ngồi đi rồi. Đi đâu? Đi nữa chứ đâu? Đi mày ơi, chứ đi.
Còn vậy á, chứ thời gian sau cái em thèm xài cái máy kia. Cái máy kia á, coi vậy khi mà đánh lên da nó không có bị hư. Còn cái máy đó đánh lên da mà sơ sẩy cái là hư à. Cái gì? Mấy đứa này nghe gái mà nghe đồ vừa thổ lộ tỏ tình cái nghe đồ qua nhà em đi, em ở nhà có mình rồi quá lật đật xịn đồ cho quá liền. Đúng hả? Không. Chứ gì? Thì mẹ ý